Đợt này thì mèo là thủy phân ST của phenol, được chưa? ST của phenol là ST đặc biệt nên là ra là bài tập của nó cũng đặc biệt, được chưa? Thì đây nếu đề bài cho em là ST đơn chức, được chưa? ST đơn chức tác dụng với NaOH mà tỷ lệ số mol NaOH chia số mol ST mà lớn hơn hoặc bằng 2 thì nó là ST của phenol. Bây giờ thì hôm trước mình học rồi. ST của phenol là ST mà gốc axit nó đính vào vòng benzen, được chưa? Nó đính vào vòng benzen, đây là R phần này. Đây nó đính vào vòng benzen. Là gốc axit này này, nó đính vào vòng benzen này, liên kết thẳng thì nó là ST của phenol. Và nhớ thầy là gì? Mình có hai thằng hay học là C8H8O2, được chưa? M lớn là 136 và thằng C7H6O2 là 122. Được chưa? Và ở đây ST của phenol C8H8O2 thì chỉ có 4 đồng phân thôi. Nhớ nhá, 4 đồng phân. Nó cứ hỏi C8H8O2 tác dụng thu được hai muối chứng tỏ nó là ST của phenol thì nó là 4 đồng phân. Còn nếu đúng C8H8O2 có bao nhiêu đồng phân thì là 6, được chưa? Còn đồng phân ST phenol, được chưa? Đồng phân ST phenol thì chỉ có 4 thôi, nhớ nhá. Đỡ phải viết. Còn thằng C7H6O2 ít học, được chưa? Thì nó chỉ có một đồng phân thôi. Thì vừa phải viết phương trình. Thì đây, cái gốc này thì thầy viết lại là RCOOC6H4R phẩy. Nếu mà R phẩy là hydro thì là C6H5. Thì bây giờ bài tập nó sẽ xoay quanh phương trình này thôi. RCOOC6H4R phẩy cộng NaOH. Thì nhớ ở đây phương trình này tỷ lệ 1:2 thì thu được RCOO Na cộng R phẩy C6H4 ONa cộng nước. Thì khi làm bài tập mà các em muốn nhớ nhanh, biết thằng này là este phenol thì viết gì ạ? RCO đầu này thêm Na, C6H4 thì là Ona, được chưa? Bình thường là OH nhưng mà este phenol thì là Ona. Thì làm như này các em sẽ viết được nhanh hơn và hiểu nhanh hơn. Thì các em ý là nếu là este phenol thì luôn luôn số mol nước sẽ bằng số mol của este, được chưa? Và bằng 1/2 lần số mol NaOH, hoặc em viết là số mol nước bằng số mol NaOH chia cho 2, được chưa? NaOH đây là NaOH phản ứng nhá, ghi rõ ràng nhé. Thì bài tập này sẽ xoay quanh bảo toàn khối lượng và hai công thức này thôi. Thì hôm trước thầy công thức này thì chẳng nói bởi vì là tỷ lệ phương trình nó có rồi. Như bài tập đề bài ví dụ cho HCOC6H4CH3 thì là este của phenol được. HCOO C6H4CH3 cộng NaOH tỷ lệ là 1:2 thu được HCONa cộng CH3 C6H4ONa cộng nước. Thì đây mình có số mol este tính được là 0,15 bởi vì M lớn thằng này 136 chia ra 0,15. NaOH mình tính được là 0,45 thì chứng tỏ NaOH dư thì này thu được là 0,3. HCNA là 0,15. Thằng này là 0,15 và nước cũng là 0,15. Ở đây mình còn NaOH dư, được chưa? Là 0,15. Thì bài này thầy sẽ cho các em hai công thức. Thì thường thầy sẽ dùng công thức thứ hai bởi vì dùng công thức đầu tiên, được chưa? Dùng cách một, gọi là cách một. Thì M chất rắn sẽ bằng M của HCONA. Thì M lớn HCNA các em biết rồi. Nhưng M lớn của thằng CH3 C6H4, được chưa? ONA thì các em chưa biết thì các em sẽ bấm máy thì sẽ hay nhầm. Được chưa? Bạn nào cẩn thận thì không nhầm nhưng mà các em bấm hay nhầm. Cộng NaOH dư. Thì các em bấm cách này thì hay nhầm. Thì các em tự thay số vào. Số mol có hết rồi. Thay vào thì nó ra là 35,7 gram. Được chưa? Còn cách 2. Cách 2 thì cần đồng nhà thôi. Cách 2 thì dùng bảo toàn khối lượng. Em có MST, được chưa? Cộng MNaOH, ở đây nhớ là ban đầu nhá, được chưa? Sẽ bằng M chất rắn hoặc M muối cộng M nước. Thì các em thay vào thì cũng ra M chất rắn bằng 37,5. Được chưa? Cái này tự thay nhá. Sẽ dùng hai công thức này. Thì công thức thứ hai cái này là gì? Thầy không quan tâm M lớn của những muối này là gì. Bây giờ thầy chỉ để ý thằng này thôi. Được chưa? Thì thằng này biết rồi, nó chỉ xoay quanh hai chất này thôi. Ví dụ chất này là 136, mình thuộc xuống đâu?
Nào hát là 40, cao hát thì là 56. Còn những cái thằng ST này thì các em sẽ phải bấm, được chưa? Mà bấm ở đây các em hay sai, được chưa? Dẫn đến ở đây là cách này chỉ cần dùng nước, được chưa? Học hiểu cách hai thì tí xuống dưới có câu 3 bài tập áp dụng thì thầy chỉ thay công thức này là xong. Được chưa? Nhưng mà phải hiểu rõ bản chất là gì? Nó sinh ra số mol nước, được chưa? Sinh ra số mol nước. Bài này nếu muốn bấm máy thì phải hiểu là gì? Số mol nước bằng số mol ST. Sau đó mình bấm. Được chưa? Và hiểu là nào hát dư hoặc vừa đủ thì mình bấm được. Thì dùng mỗi công thức này là xong thôi. Được chưa? Không cần dùng cách một. Hôm trước em làm từng bước đúng không? Thì bây giờ thầy quay video thầy hướng dẫn cho cách bấm. Được chưa? Nhưng phải hiểu thì mới bấm được. Chứ không phải là bài nào các em cũng thay công thức. Phải hiểu thì mới thay được. Được chưa? Câu ví dụ 2. Đề bài cho các em là gì? Khi cho 0,15 mol este đơn chất mà tác dụng NaOH dư, sau khi phản ứng NaOH phản ứng là 12 gram tương đương 0,3, thì các em có là gì? Số mol NaOH chia số mol este thì bằng 0,3 chia 0,15, đó đơn chất nhá, và bằng 2, chứng tỏ nó là este của phenol. Được chưa? Thì bài này các em cũng đoán được những đáp án này thì đoán được nó là 4. Bây giờ thường nó là C8H8O2, được chưa? Thường nhá. Giờ mình viết phương trình đó, xem dự kiện cho lại cái gì. Thì đề bài là ST đúng không? Thì viết là RCOO C6H4 R phẩy cộng NaOH tỷ lệ 1 2. Thì thu được RCOONa cộng R phẩy C6H4ONa cộng nước. Thì đây, mình có khối lượng của hai thằng này là hợp chất hữu cơ, được chưa? Là 29,7. Có số mol Na, số mol Este là 0,15, NaOH là 0,3. Thì đây suy ra số mol nước là 0,15. Thì từ đây thầy biết được rồi. Biết được gì? Khối lượng của hai muối, biết số mol của nước, tính được khối lượng của nước, biết số mol của NaOH, tính được khối lượng của NaOH. Thì bây giờ thầy dùng bảng toàn khối lượng thì thầy có MST cộng MNaOH đúng không? Thì là 12 gram bằng thằng này là 29,7. Thằng này 0,15 thì cộng 0,15 đến 18 thì là 2,7 gram. Thì từ đây các em tính ra MST bằng 20,4. Từ đây tính được M lớn của este bằng 20,4 chia số mol của nó, bây giờ là 0,15. 0,15 thì bằng 136. Suy ra nó là C8H8O2. C8H8O2 có 4 đồng phân. Thế là thầy viết lại cho là HCO, nhớ là đính vào vòng benzen này. Thì nhớ thằng này nó có một cái dốc CH3, nó có thể chạy 3 vị trí này. Thì này được 3 đồng phân. Và một chất là CH3 COO C6H5 thì là 4 đồng phân. Bây giờ 4 đồng phân sinh ra hai muối. Tiếp theo, phần bài tập áp dụng. Thì đây phenin acetat thì với những bài cho tên, em phải viết được tên ra, được chưa? CH3 COO C6H5 chứng tỏ nó là este của phenol. Đề bài yêu cầu tính M gan chất rắn thì mình nhớ công thức nãy, công thức cách hai để biết đấy. Giờ thầy không cần trình bày nữa, không cần viết phương trình. Em hiểu rõ được bản chất thì em sẽ bấm được. Cẩn thận hơn thì xem lại video một lần, sau đó mình dùng cách bấm, được chưa? Thì có M este, được chưa? Cộng MNaOH ban đầu thì bằng M chất rắn cộng M nước. Được chưa? Thì hiểu rõ bản chất đây mọi thầy biết rồi là số mol nước, số mol nước bằng số mol este, được chưa, và bằng 0,1, được chưa? NaOH là 0,3 chứng tỏ NaOH dư thì mình không tính được theo NaOH, vậy mình thay thôi, có số mol nước là 0,1 thôi, có NaOH ban đầu rồi, thay là 13,6 cộng 0,3 nhân 40 thì bằng M chất rắn cộng 0,1 nhân 18. Từ đây các em suy ra M chất rắn bằng, được chưa? 19,8 gram hay là 23,8, 13,6 cộng 12 trừ 1,8, 23,8 gram, được chưa? 23,8 gram. Bài này các em chỉ bấm máy, được chưa? Thì các em phải hiểu rõ ví dụ 1, được chưa? Phải hiểu rõ bài này là gì?
mình sẽ tính được số mol nước theo Este, sau đó áp dụng công thức bảo toàn khối lượng. Thì mình sẽ bấm được. Không thì các em sẽ viết phương trình như thầy, như câu ví dụ một đấy. Sau đó các em làm từng bước một. Khi các em thành thạo và nhớ các bước làm rồi thì các em sẽ nhớ cách bấm thôi. Được chưa? Câu ví dụ 4. Đề bài cho thầy là 13,6 gam hỗn hợp benzin format là HCOO CH2C6H5. Thì thằng này là este thông thường chứ không phải este phenol bởi vì nó không đính vào một enzyme. Tiếp theo là CH3COOC6H5 thì thằng này là este của phòng benzene. Thì bạn nào thành thạo rồi thì sẽ gọi số mol thằng này là A và thằng này là B. Nó cộng với KOH đúng không? Thì các em sẽ luôn luôn có hệ 13,6 tương ứng là 136A cộng 136B thì bằng 13,6. Một phương trình tác dụng với KOH, được chưa? Số mol KOH tác dụng là 0,16 thì các em hiểu rõ bản chất. Este thông thường, được chưa? Este đơn chức thông thường tác dụng là tỷ lệ 1:1. Thì đây là A. Este ở phenol thì là 2B thì bằng số mol KOH bằng 0,16. Còn nếu không hiểu rõ thì mình lại viết phương trình, được chưa? Cộng với NaOH thu được HCONa, ở à đây là cao H thì nhỉ? Cao H thì thu được HCOK cộng C6H5 CH2OH. Nhớ thằng này là ancol, được chưa? Cộng 2 cao H thì thu được CH3COOK cộng CH3COK cộng C6H5 OK, được chưa? Cộng nước. Thì đây thằng này là A này, thì thằng này là A này, A này, A này, 2B này, B, B và B. Thì chứng tỏ là số mol cao H bằng A cộng 2B rồi. Thì đây các em bấm được A bằng và B bằng. Thật ra cái hệ này thì các em để ý là A cộng B bằng 0,1. Thì các em thấy là sự chênh lệch số mol của cao H và este nó là số mol của este của phenol. Thấy chưa? Là 0,06 luôn. Thì thằng này là 0,04. Giờ cẩn thận thì bấm thôi. Thì bây giờ đề bài yêu cầu tính muối. Được chưa? Muối của các em thì gồm HCOK, CH3COK, C6H5OK. Thì thầy dùng cách 2 chứ không dùng cách 1, được chưa? Dùng cách 2 bảo toàn khối lượng. Thì thầy có M của este cộng M của KOH thì bằng M muối cộng với thằng này là ancol, được chưa? Thằng này là ancol nhưng cộng với M nó không nằm trong muối. C6H5 CH2OH nó cũng không nằm trong chất rắn nhé. Chất rắn của các em chỉ gồm muối và ba dương dư chứ không có ancol và của nước, bây giờ cộng nước. Thì các em thay số vào thì tính được M muối, được chưa? Bằng 17,16 bởi vì các em có số mol hết rồi. Thằng này là bằng 0,04 bằng 0,04 bằng 0,04 bằng 0,04. Được chưa? Các em thay vào thì ra là 17,16. Thì các em mà bấm khối lượng M của HCOK nhân 0,04 này, CH3COK nhân 0,04 này, 0,06 nhầm. Được chưa? Và nước nhân CH6H5COK nhân 0,06 thì sẽ lâu và sai. Được chưa? Ở đây các em biết MST rồi, bằng 13,6 này. Đây để thay này. Cao H là 0,16 nhân 56 hiểu luôn này. Bằng M muối này. Được chưa? C6H5OH thì có bấm mỗi thằng này thôi. Thì nhớ gốc C6H5 là 77 cộng 14 cộng 17 thì các em ra bằng 108. Bây giờ thì là 0,04 nhân 108 cộng 0,06 nhân 18. Bây giờ thì các em ra bằng 17,16. Được chưa? Đấy là dạng este phenol.